đây của bà nhé. Canh trâu này, canh trâu nha. Quay phim đi. Quay đi đó, quay cái mũi nó về cái. Cho cái mũi nó về lên cái này. Về đuổi mũi à? Đuổi mũi. Đá cả hộp. Mấy triệu cái đấy. 1,5 triệu à? Kìa. Cũng ra bì thì héo sao được? Héo là mười đánh. Giờ vì héo nó mới khỏe. Đấy. Đấy, hỏi bà là chỉ vui thôi. Cần thăng này là bao tiền một cây đây bà? 500 rưỡi một cây à? Đúng, cháu quay để mọi người biết đấy, để ra mà mua. Chân trâu, canh trâu này là mấy trăm ạ? 800. Rồi, xương cá này. Xương cá này chắc 700 ạ? Cái đa này là bao nhiêu tiền? 450 được đấy. Mini. Đấy. Mua ở đây rất rẻ nhưng mà tất nhiên rồi. Còn những cái tùng nhỏ nhỏ này Linh Sam thì bao nhiêu? Linh sẽ không nghĩ là mấy cái tùng này không nghĩ. 80 một cây. Còn Linh Sam này 350. Ra bây là chấm rồi, không phải là triệu rưỡi đâu, chấm rồi. Biết rồi. Đấy còn si tiếp. Ba mấy mũi cái này, cần tăng này. Ui, nhiều lắm rồi. Này chứ. Giới thiệu cho mọi người biết ra mua thôi. Đấy, còn đá điếc này thì bao nhiêu? Là 300. 300. Đấy. Rẻ luôn, rẻ bất ngờ, cả đậu, cả chậu, cả cây, cả đá. Bắt sắp nhịp. Đấy, cái chỗ này nó mát mát tiền này. Có lâu chưa? Dạ, có ạ. Hải hôm nay có ra không anh? Chả biết là sót. Đấy, xong cái được đấy. Cây có hồn. Đấy, bảo cây mini kìa. Tất nhiên là nhìn nó nó mắt nó dễ chịu, còn ở trên triển khai được làm được. Cái chân lọt mặt ở một chân thôi, cái bên kia thì cháy và về phần tay cảnh không làm được. Cái cây thì lại quay lại với cây đa lúc nãy đi qua nhìn thấy khiếp là mọc ghê quá cây đa đấy. Nhìn tưởng si đá đá lại còn cõng thêm cả cây gì đây. Đây chắc là sử quân tử hay gì đấy. Em thấy trên mạng quay L2 đúng không? Vâng, đúng rồi. Anh xem suốt. Dạ. Anh thấy xem cái của em đây có mấy cái của em làm hay phết, mấy cây bé bé này. À, em còn mấy cái cây đấy. Anh xem phút mà. Anh vừa mua cái đào này, em vào mó cho anh luôn. Ở chỗ nào? Đây. Găm lốp chưa mang ra. Cái đào làng. Mới gửi đấy. Tin giả giả tiền thôi. À đây. Ừ, cây đó thấp này cho mua trong nhà gì? Ở ngay đây này, ngay ở cái vườn này, ngay bầy đất này. Đây này ngay. Chờ chút tí đi hết lượt đã. Bây giờ cái chủ hướng nó chưa toàn mili nhá, mà cái cây đa này trông hay. Bền dễ. Thấp này thôi. Nhấp đi nhấc lại nó dáng làng đẹp lắm. Cái đấy về làm tương lai 1-2 năm còn chơi được. Vâng. Ủa có 500 mà. Vâng. Vâng. Gửi đây. Còn nét là mình cứ thấy hợp lý là mình múc về thôi. Cái này thì sửa nhiều. Của Hiếu. Hiếu ăn khách. Ra thì lâu hơn rất nhiều. Đang giảm ra thôi chỉ comment. Mai chú Thủy này đâu xanh thì nhìn thấy được. Cái dưới nó lên hơi cao thì để nó bệ nó
mình trồng một cái chỗ nó bẹt hơn thì nó dễ chịu hơn, nhưng mà tay cảnh hơi khó. Gọi là chơi vui vui, chơi chăm chơi vui vui. Giống như con sâu rồi, cái đầu cái được một mặt bệ này, mặt bệ thì nó hơi cháy. Đấy, thiếu xin linh nha. Kia có cái bề 8 triệu. Em gần đây không? Em ở Tây Mỗ. Tây Mỗ ạ? Vâng. Ông Ngọc Mai hôm trước bảo bao tiền quên rồi, hỏi nhiều lần quá cả hỏi tiền. Đấy bác cũng hay ra chợ lắm nhỉ? Dỗi là chỗ tôi làm ngay đây mà, à, ngay lên nương này. Xích Mai, Xích Mai là toàn nào đấy? Toàn Golden Palm. À Golden Palm, toàn một cái thằng hôn cái con, à hôn con trong con máy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng non. Còn hôn. Cái liều giật mà trong cái khao có camera như thế mà ông dám lộng manh động thật. Khổ, giờ đi đâu bị đuổi khổ quá. Giờ sống hơi khổ. Thèm hương thế, khổ. Ngoài đường ngoài chợ vỗ mông nhau chả sao, hôn nhau thôi, đè nó ra chỗ cái thằng máy có camera bây giờ mệt người. Mỗi tôi làm thì biết mà, thằng máy nào chẳng có camera không? Vâng. Dưới này bóng đẹp quá nhỉ. Hôm trước là khoảng bao tiền đó? 3 triệu. 3 triệu. Đây là cái chuối. Vâng. Đẹp nhỉ. Dưới kia cả người du. Vâng. Đây là dưới nhỉ, nhìn lá như lá du. Đây là các cây này cũng dài hết rồi. Hay đấy, cái này cũng hay. Em thì ra chơi cứ vui, có cây nào hợp lý thì lại mất. Rồi anh em mình chơi cả mà mình chơi là chính. Em mình có cây xanh mua của ông Nhạn thôi, thấy quay lên đẹp nhỉ. Có một vài cây mua rồi. Em mình nhờ ông ở chỗ nào nhỉ anh? An Khánh. À, em có điện thoại của ông không? Quay xin số. À ông ngồi kia mà. Ông Nhạn á. Ông ngồi ngoài kia vẫn đang ngồi đầu kia mà. Có cây mấy còn chạy hàng chờ. Chứ em thì ít khi mua ấy đó. Chỉ có 1-2 cây thôi. Vừa rồi ông ấy bán đất không phải mặt đền bù gì đấy. Và một số cây cũng tiệt chục. thì vào ngó nghiêng một tí. Giờ đã trực không? Đây trực là sẽ tranh là thấp thấp đấy. Vâng. Loại lực sĩ. Vâng. Vỗ cây bán hàng. Cây mà lấy vào có đắt. Mấy cây liền chẳng nhớ cây nào. Cây thấp thấp này. Cái gốc rất có to này này. Cây trực. À, anh thấy nó quay thấy to này này. Thấp thấp này thôi. Tay tiếc nó to dù chịt đấy. Gọi là lực sĩ. À, mấy cây liền đấy. À. Lấy mấy cây toàn lá thế. Nhưng mà toàn căng lắm ấy. Cứ được cửa nhà nhá. Okay. Có những cây hơn và xu hướng thế mình cũng phải trả được thì mình lấy được. Khó ở chỗ đấy. Nhưng mà nhiều khi ngày xưa thì nó cũng trả đến mức đấy đâu. Nhưng mà bây giờ người ta cũng thích như thế, muốn lấy được thì phải trả cao. Đấy, bác này bác chở trâu này. Hai cây lấy bao nhiêu? Tùng ôm cái hòn đá kia trước. Đây bác chưa mang nhiều bao nhiêu tuổi. Này là dây viết lần hoàn ghê nhỉ. Này có bóng thì cũng được. Mấy triệu đấy, cái này mấy triệu. Đội trên này thì bán rẻ hơn. Đội mà cứ phải đánh ô tô lên ý. Để chở trong ngày người ta muốn bán luôn. Bán ô tô ra đường cũng rẻ hơn tí. Giải quyết nhanh. Mới ở nhà vườn lên nhiều. Đội ở đây thì chở bán này bán mai. Giá nó tí hơn. Vâng. Cây này chắc chỉ tầm 3 triệu. Nào nó bật cái gì kia. Làm việc. Tí nữa bác cứ ấy, tí nữa ra xem nhá. Để nghe ngó nghiêng hết cái góc này cả. Sao có cây xanh ở đây không? Đấy, bắn chuyển sang xanh. Xanh này
Vua nhài đấy. Vua nhài đấy bác à. Vua nhài đấy ăn khánh. Bóc ra lại thấy củ biết đấy. Đấy bác chào bác. Đấy, bác nhặt được những cái cây nó có cái củ bền bền này. Đẹp lũ. Vua nhài. Đây cái điện này sao đây? Quả chi chít. Quả chi chít. Hàng năm cái 7 anh em. Chẳng rõ là lấy cái đôi tán tẩn hay thì lùn hơn, thu lại điều trước tôi có hỏi rồi lại không muốn hỏi lại cho bác kia mới ở dưới lên biết mình chẳng mua hỏi tham khảo đây các bác nha, cứ trình bày các bác rồi là em không hỏi giá hết đâu, đi thấy không khí và chia sẻ khung cảnh các bác mua thì ra nơi mua nhé. Mùa hoa sim, mùa các loại hoa sim này mai.